M4A1 Silent Double Gold. Quái vật chuyển mình. M4A1 Silent Double Gold là phiên bản cải tiến đầu tiên của M4A1S Transformer, với lớp skin mạ vàng thay cho lớp skin trắng quen thuộc. Có một thay đổi về độ ổn định, khi mà M4A1 Silent Double Gold dễ kiểm soát đường đạn hơn một chút so với M4A1 Silent Transformer. Ngoài ra, về sát thương cũng như những ưu đãi hoàn toàn giống với M4A1S Transformer khi được đặt lên bàn cân so sánh với người tiền nhiệm. Tốc độ rút vũ khí bằng nhau. Tốc độ thay đạn bằng nhau. Tốc độ bắn bằng nhau. Ngoài ra, như đã đề cập phía trên, Double Gold có độ ổn định cao hơn so với Transformer, thích hợp cho những tanker đi đầu, thi đấu với phong cách hổ báo để chiếm ưu thế về vị trí hoặc quân số cho đồng đội. Nếu đã quen với việc sử dụng M4A1 Transformer, thì M4A1 Double Gold chắc chắn sẽ là phiên bản được các xạ thủ yêu thích với những cải tiến phù hợp. Các xạ thủ sẽ được trải nghiệm phiên bản này trong những bản cập nhật sắp tới. Hãy để lại một like, một bình luận và cùng chờ đợi những video review tiếp theo.